Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tư vấn sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng điều khiển điều hòa Panasonic dòng cao cấp. Chiếc điều khiển này có thể sử dụng chung cho các model dòng cao cấp như XU9 XKH, XU12 XKH, XU18 XKH và XU24 XKH. Trước khi bước vào quá trình sử dụng điều hòa, thì việc thiết lập giờ đối với chiếc điều khiển điều hòa Panasonic này là vô cùng thiết yếu và quan trọng. Việc thiết lập giờ chính xác thì có thể giúp quý vị và anh chị hẹn giờ bật tắt máy chính xác, cũng như là có thể xem giờ trên chiếc điều khiển điều hòa Panasonic này ạ. Để thiết lập giờ trên chiếc điều khiển, quý vị và anh chị kéo trượt nắp điều khiển xuống ạ. Ở nút dưới cùng thì có nút clock. Quý vị và anh chị nhấn nút clock một lần giúp em ạ. Đó, khi số hiển thị giờ nhấp nháy ở dưới góc phải màn hình thì quý anh chị chọn nút select có mũi tên lên và xuống để cài đặt giờ theo mong muốn. Đó, ví dụ như bây giờ em đang cài đặt là 12:30 chẳng hạn. Để khi giờ này chính xác, quý vị và anh chị muốn giữ giờ này cố định thì quý anh chị và anh chị nhấn nút set một lần giúp em. Đó, sẽ thấy số ngừng nhấp nháy là quý vị và anh chị đã cài đặt giờ thành công rồi đấy ạ. Đó, để bật điều hòa, quý vị và anh chị sẽ ấn nút vuông ở giữa điều khiển. Khi chúng ta đóng nắp thì sẽ có một nút vuông ở giữa điều khiển on off. Đó, trên màn hình điều khiển điều hòa thì sẽ hiển thị các chế độ, ví dụ như là chế độ làm lạnh nhanh này, nhiệt độ, tốc độ quạt này, cánh gió. Đấy, trên dưới trái phải và giờ. Tính năng đầu tiên của chiếc điều hòa Panasonic mà em muốn giới thiệu tới quý vị và anh chị đó chính là tính năng lọc không khí hoạt động độc lập. Để kích hoạt tính năng này, khi quý vị và anh chị đã bật điều khiển điều hòa lên thì tính năng này đã được tự động kích hoạt. Trường hợp quý vị và anh chị muốn tính năng này hoạt động riêng mà không điều hòa không phả ra hơi lạnh nữa thì quý vị và anh chị tắt hẳn điều hòa đi. Ấn một nút trên cùng ở góc trái của chiếc điều khiển. Đó. Khi tính năng này được kích hoạt, điện năng tiêu thụ chỉ có 25W một giờ, ngang với một chiếc bóng đèn thôi ạ. Khi tính năng này được bật thì sẽ giúp phòng thông thoáng hơn, lọc sạch bụi bẩn cũng như là khử những cái loại mùi cơ bản, ví dụ như là mùi mồ hôi, mùi khói thuốc, mùi ẩm mốc, mùi thú nuôi, mùi thức ăn nướng, thậm chí là cả mùi sầu riêng nữa ạ. Đó, tính năng này hết sức là hữu ích và Pana cũng đã hết sức là quan tâm tới sức khỏe của người sử dụng ạ. Khi chúng ta bật điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ, quý vị và anh chị hãy nhấn nút trên cùng bên phải để cài đặt nhiệt độ. Nhiệt độ cao nhất của chiếc điều hòa có thể lên tới 30 độ và nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 16 độ, chính xác tới từng 0,5 độ một ạ. Tính năng tiếp theo đó chính là tính năng làm lạnh nhanh IL2X. Khi quý vị và anh chị nhấn nút IL2X này một lần thì chiếc điều hòa Panasonic sẽ đẩy hết tốc độ máy nén cũng như là tốc độ quạt gió để đạt tới nhiệt độ cài đặt nhanh nhất. Theo thống kê có thể làm lạnh nhanh hơn 20% so với những dòng máy lạnh thông thường. Để chọn chế độ làm lạnh, quý vị và anh chị kéo hết vỏ điều khiển xuống. Quý vị và anh chị nhấn nút mode một lần thì sẽ hiện ra chế độ làm lạnh nhanh IL2X. Nhấn lần thứ hai thì sẽ hiển thị ra chế độ làm lạnh. Nhấn lần tiếp theo thì sẽ ra chế độ hút ấm. Cũng tùy theo nhu cầu làm lạnh của quý vị và anh chị cũng như là các thành viên trong gia đình mà chúng ta có thể lựa chọn chế độ làm lạnh phù hợp ạ. Tiếp theo đó chính là tính năng điều chỉnh cánh gió. Chiếc điều khiển này có thể điều chỉnh cánh gió ngang và cánh gió dọc, tức là điều chỉnh đa hướng trên dưới trái phải. Để điều chỉnh cánh gió lên xuống thì quý anh chị nhấn nút E-Swing hướng lên trên. Đấy, có thể điều chỉnh cánh gió lên xuống hoặc là tự động. Đó, để điều chỉnh cánh gió ngang thì quý anh chị nhấn nút E-Swing phía dưới. Đó, có thể sang trái, sang phải hoặc chính giữa hoặc tự động tùy theo nhu cầu cũng như là sở thích của quý vị và anh chị hoặc các thành viên trong gia đình ạ. Tính năng tiếp theo đó chính là quý vị và anh chị có thể điều chỉnh tốc độ quạt. Quý vị và anh chị lưu ý giúp em, khi đang ở chế độ IL2X thì chúng ta không thể điều chỉnh được tốc độ quạt vì ở chế độ này tốc độ quạt mặc định ở mức cao nhất. Để chúng ta có thể điều chỉnh ở được tốc độ quạt thì quý vị và anh chị ấn nút mode. Khi ở chế độ làm lạnh thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ quạt. Đó,
có các tốc độ quạt ví dụ như là từ thấp đến cao, hoặc là chế độ auto, hoặc là chế độ yên tĩnh. Chế độ yên tĩnh này rất thích hợp khi ngủ. Ví dụ quý anh chị có thể ngủ mà bật chế độ này mà phòng vẫn đủ nhiệt độ mà điều hòa hoạt động êm ái, gần như là không nghe thấy tiếng hoạt động của điều hòa đâu ạ. Đó, em rất là thích tính năng này ạ. Tiếp theo đó chính là nút Eco. Nút Eco này là tính năng tiết kiệm điện của chiếc điều hòa Panasonic kết hợp với trí thông minh nhân tạo, tự động học hỏi môi trường xung quanh để giúp chiếc điều hòa này hoạt động với mức tiêu thụ điện thấp nhất, nhưng bên cạnh đó vẫn đảm bảo phòng đủ nhiệt độ và hoạt động êm ái cho quý vị và anh chị. Đó, tính năng này hết sức là vô cùng là hữu ích đấy ạ. Đó, khi quý vị và anh chị ấn nút Eco này một lần là tính năng tiết kiệm điện cũng như là kết hợp với trí thông minh nhân tạo đã được kích hoạt. Tiếp theo, em xin giới thiệu tới quý vị và các anh chị một tính năng hết sức là hay ho và hữu ích đối với chiếc điều hòa Panasonic này, đó chính là chế độ ngủ. Để kích hoạt chế độ ngủ, quý vị và anh chị nhấn nút Sleep giúp em. Đó, ví dụ giấc ngủ của quý vị và anh chị kéo dài 6 tiếng, thì trong 6 tiếng này, điều hòa Panasonic sẽ tự tăng hoặc giảm đi 2 độ để phù hợp với giấc ngủ cũng như là môi trường xung quanh căn phòng của quý vị và anh chị, để giúp quý vị và anh chị có thể ngủ ngon hơn, sâu hơn, tránh bị lạnh quá mức, chứng tỏ Panasonic hết sức là ưu ái và quan tâm tới giấc ngủ của quý khách hàng ạ. Để tắt chế độ ngủ, quý vị và anh chị nhấn nút Sleep cho hiện hết số 9 cho đến hiện số 00 là chế độ ngủ đã được tắt đi ạ. Tiếp theo, em xin giới thiệu tới quý vị và anh chị, đó chính là tính năng hẹn giờ. Hẹn giờ có thể hẹn giờ bật máy hoặc hẹn giờ tắt máy. Tính năng này vô cùng là quan trọng và thiết yếu và được rất nhiều quý khách hàng sử dụng. Đó, để hẹn giờ bật máy, ví dụ quý vị và anh chị có thể đi làm xa mà hẹn giờ bật máy khi mình về tới căn nhà cũng như là căn phòng của nhà mình thì có thể mát luôn được ạ. Thì ví dụ thì quý anh chị có thể nhấn nút time on một lần giúp em. Và để chọn giờ, ví dụ như là chọn giờ, quý anh chị có thể là chọn số giờ mà mình muốn bật máy trước. Thì cái tính năng này sẽ liên kết chặt chẽ với nút cài đặt giờ mà ban đầu video em giới thiệu đấy ạ. Yêu cầu quý vị và anh chị cài đặt giờ chính xác thì tính năng hẹn giờ này mới có thể chính xác được ạ. Đó, khi hoàn tất quý anh chị nhấn nút select để cài đặt giờ mong muốn. Khi hoàn tất cài đặt thì quý vị và anh chị nhấn nút set một lần giúp em để hoàn tất quá trình cài đặt. Đây là cài đặt giờ bật máy. Đó, có thể là bật trước điều hòa trước khi về căn phòng nhà mình. Đó, và tính năng hay dùng tiếp theo đó chính là hẹn giờ tắt máy. Hoặc là anh chị có thể vừa hẹn giờ bật máy hoặc vừa hẹn giờ tắt máy cũng được ạ. Đây, hẹn giờ tắt máy thì quý vị và anh chị nhấn nút time up một lần giúp em. Và cũng tương tự như tính năng time on và chọn nút select để hẹn giờ tắt máy, nút lên và nút xuống. Khi đạt giờ mà mình mong muốn thì quý vị và anh chị nhấn nút set một lần. Lưu ý là chế độ cài đặt giờ bật máy hoặc tắt máy này sẽ tiếp tục lặp lại cho ngày hôm sau và thậm chí là tất cả những ngày tiếp sau nếu như mà anh chị không tắt tính năng này đi. Để tắt tính năng hẹn giờ bật máy hoặc tắt máy thì quý vị và anh chị nhấn nút sensor một lần giúp em ạ. Là tính năng hẹn giờ bật máy và tắt máy đã được tắt ạ. Trên đây em vừa hướng dẫn qua các tính năng cơ bản của chiếc điều khiển điều hòa Panasonic thuộc dòng cao cấp một chiều của hãng. Đó, chiếc điều khiển này sử dụng chung cho mẫu máy cao cấp 9000 mang tên là XU9 XKH, XU12 XKH, XU18 XKH và XU24 XKH. Mọi nhu cầu quý vị và anh chị có thể đến trực tiếp ở cửa hàng siêu thị điện máy HC Hải Dương, số 354 đường Thanh Niên kéo dài, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Dạ vâng, bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh chị vào những video tiếp theo ạ.